Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí Văn hóa Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong mục Muôn mặt đời sống, mời quý vị cùng theo dõi chùm phóng sự với nội dung Rác thải nhựa vấn đề cần quan tâm. Mục Nét đẹp Xuân nhãn, mời quý vị cùng gặp gỡ cô giáo Trần Thị Hương Giang, người có nhiều sáng tạo trong phương pháp giảng dạy giúp học sinh học online hiệu quả. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi mục Muôn mặt đời sống. Tác hại của rác thải nhựa và túi ni lông đối với môi trường thì có lẽ ai cũng biết, thế nhưng vì nhanh và tiện lợi nên chúng vẫn là vật dụng được sử dụng rất nhiều, nhất là tại các chợ dân sinh. Phản ánh tại chợ Bao Bì, Phố Nối, thị xã Mỹ Hảo. Biết là sử dụng túi bóng nhiều là có hại cho môi trường, nhưng mà bây giờ thì đi mua đồ thì không biết đựng túi bóng thì cũng chẳng biết đựng có cái gì. Nó tiện, nó nhanh với nó rẻ nên vẫn sử dụng thôi. Túi ni lông về dùng nó tiện lợi, về vứt thùng rác nó gọn, nó nhanh. Đây cũng chính là câu trả lời của đa số người dân để lý giải về thói quen gây hại cho môi trường của mình. Và qua những hình ảnh này, chúng ta có thể thấy được sự hiện diện của túi ni lông ở khắp mọi nơi. Tất cả đều vì nó rẻ và tiện. Tôi cảm thấy cái hộp như thế này thì họ mang vào ăn nó hợp lý mà nó không có cái gì là cồng kềnh. Một buổi sáng gắn hết 150 hộp. Một ngày ví dụ như là túi bóng thì bán được khoảng 25 cân, còn cái đồ nhựa khoảng 3-4 nghìn cá. Vì cái đồ dùng này nó rất là tiện, thứ hai là nó rẻ, thì cho nên là cái nhu cầu nó cao. Trong chợ này thì có 4 cửa hàng, lượng tiêu thụ thì nó cũng tương đương nhau. Đây chỉ là khảo sát nhỏ của nhóm phóng viên tại chợ Bao Bì, Phố Nối. Còn theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên, rác thải nhựa phát sinh của toàn tỉnh là khoảng 30 tấn một ngày, trong đó chỉ có 5% được tái sản xuất, khoảng 15% bị đốt, còn lại trên 70% rác thải nhựa chưa được xử lý. Nếu không được thu gom thì số rác thải nhựa này sẽ trôi nổi trong môi trường, gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe và cuộc sống của chúng ta. Còn lại hàng chục tấn thì hiện nay là vẫn tồn lưu trong môi trường tại các điểm tập kết, rồi bãi chôn lấp, rồi trong các cái khu vực công cộng, rồi sông suối, sông hồ. Đấy là nguyên nhân gây ra cái ô nhiễm trắng trên địa bàn tỉnh. Từ lượng khá lớn rác thải nhựa tồn đọng tại các điểm tập kết rác thải, lòng sông, kênh mương, thậm chí là đường giao thông đã dẫn đến tình trạng ô nhiễm trắng, và hệ lụy của nó chính là đời sống và sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nước thải màu vàng đặc quánh, bốc mùi khó chịu, tràn ra gây ngập úng đoạn đường hơn 100m đi vào làng Phan Bôi, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào. Đây là khi trời nắng, còn khi trời mưa thì đoạn đường này còn ngập sâu hơn nữa. Già trẻ nhớn bé là ai cũng bệnh vì các cái nước bẩn này, nó rất là ô nhiễm. Riêng ở đây, ngày nào cũng ngập như thế này, chiều đến còn ngập hơn. Nhà tôi lâng sân độ 5 lần rồi, 3 lần làm nhà mà vẫn là ngập. Mặc dù là làng tái chế nhựa, thế nhưng lượng rác thải nhựa đổ ra môi trường cũng không hề ít. Bởi theo thống kê của Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Mỹ Hào, trung bình một ngày, làng Phan Bôi thu mua gần 100 tấn rác thải nhựa, thì có khoảng 10% số chất thải nhựa không được tái chế, đổ ra môi trường. Cùng với việc tái chế nhựa chưa qua xử lý, càng khiến cho môi trường ở đây ô nhiễm nghiêm trọng. Làng tôi một năm rồi là không biết bao người mắc bệnh ung thư. Chết mỗi một năm độ 15, 16, 17, 18 người. Hơi nhựa nó ô nhiễm môi trường mà coi như là ho hắng liên tục. Mà cả tất cả con cả cháu. Vì làng này đây là ung thư quá nhiều luôn. Mùi sặc mềm kinh lắm, không chịu được. Các cháu rồi này như thế này nó cứ đêm hôm nó ho sụ sụ. Tại các làng quê khác, đi đâu chúng ta cũng có thể bắt gặp hình ảnh rác thải nhựa với những bãi tập kết rác tự phát như thế này. Ở ven đê sông Luộc, dưới lòng sông Lê Như Hổ, thậm chí là ven đường. Điều này cho thấy sự thiếu ý thức của người dân đã khiến lượng rác thải nhựa ngày càng nhiều. Và không ai khác, chính người dân đang tự hủy hoại bầu khí quyển của mình. Nó sẽ gây ra mất mỹ quan môi trường. Và đồng thời là còn có cái tình trạng đốt rác thải nhựa mang tính chất tự phát, phát sinh ra cái khí rất là độc hại, nguy hại đối với sức khỏe con người và ô nhiễm nguồn nước. Và nó ảnh hưởng rất lớn đến cái hoạt động trong sản xuất nông nghiệp. Để chung tay bảo vệ lá phổi xanh của chúng ta, Hưng Yên đã triển khai nhiều mô hình cũng như cách làm hiệu quả hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa và đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân.
Tháng 5 vừa qua, huyện Đoàn Tiên Lữ đã hoàn thiện sân chơi từ lốp xe cho trẻ em tại thị trấn Vương. Đây là một trong những mô hình tiêu biểu nhằm hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa của tỉnh đoàn Hưng Yên. Lốp xe tận dụng vào những cái thành những cái đồ chơi thì cũng rất thiết thực mà cũng bớt đi được những cái thải ra ngoài môi trường ạ. Bằng các cái việc làm thiết thực, hiệu quả, trong đó thì xây dựng các cái mô hình như là mô hình chợ dân sinh giảm rác thải nhựa, đổi rác thải nhựa lấy cây xanh, rồi là vườn ươm cây xanh thanh niên, hành trình thứ hai của lốp xe thì đều được các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh triển khai hưởng ứng rất là mạnh mẽ. Cũng với mong muốn góp phần bảo vệ lá phổi xanh, hạn chế các chất thải rắn độc hại ra môi trường, cuối năm 2019, Hội Cựu chiến binh của thị trấn Vương thành lập mô hình thu gom pin cũ đã qua sử dụng và đạt được những kết quả tích cực. Được khoảng hơn 25-27 cân pin. Qua đó thì chúng tôi thấy rằng là cái việc thu gom pin rất tốt. Thế và bà con nhân dân, hội viên trong thị trấn ủng hộ nhiệt tình. Đó chỉ là hai trong rất nhiều mô hình hoạt động hiệu quả hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa của các sở, ban ngành, đoàn thể do Thủ tướng Chính phủ phát động. Từ năm 2019 đến nay, các mô hình này đã góp phần thu gom xử lý trên 20.000 tấn rác thải, vận động được gần 40% số hộ gia đình trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện phân loại, xử lý rác thải tại nhà. Đây là một tín hiệu vui cho thấy sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân. Với tình yêu nghề, sự nhiệt huyết, tận tâm cùng mong muốn giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng nhất, cô giáo Trần Thị Hương Giang, giáo viên môn khoa học tự nhiên, trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, huyện Kim Động đã không ngừng nỗ lực, mây mò, sáng tạo để thiết kế ra những bài giảng, đem đến cho các em học sinh những buổi học đầy hứng khởi và hiệu quả khi học online. Với các em học sinh trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, mỗi tiết học do cô giáo Trần Thị Hương Giang đứng lớp giảng bài không chỉ là một tiết học đơn thuần mà còn là những trải nghiệm thú vị. Trong từng bài giảng, cô luôn tìm tòi khai thác ứng dụng các phần mềm dạy học, giúp học sinh dễ dàng tiếp thu nhất với những hình ảnh sinh động gần gũi trong cuộc sống. Để tạo hứng thú, kích thích học sinh, cô luôn lồng ghép nội dung bài học và các trò chơi hình thức trắc nghiệm. Bên cạnh đó, cô còn sử dụng phiếu bài tập và triển khai dự án trên các phần mềm để đánh giá tương tác với học sinh. Cô Giang dạy rất là dễ hiểu, các hoạt động trò chơi cô tổ chức rất hay và hấp dẫn. Sau giờ học, cô cho các bạn quay video này, giúp tiếp cận kiến thức tốt hơn, giúp các bạn hiểu rõ về kiến thức về bài ngày hôm đấy. Em rất là thích tiết sinh của cô Giang, tuần nào em cũng mong đến tiết sinh của cô Giang dạy. Quan sát các tiết học của các con thì tôi cảm thấy là cô truyền đạt rất là tốt, cô luôn lồng ghép các cái hình ảnh làm cho các con rất là dễ hiểu, thức được rất nhanh. Cô cũng lồng ghép các cái trò chơi, vui chơi, giải trí cho các con trong các cái tiết học. Cháu là nhận thức được cái môn của cô là rất tốt. Ngoài giờ lên lớp, cô Giang dành nhiều thời gian tâm huyết của mình cho việc học hỏi và nghiên cứu để xây dựng những bài giảng chất lượng với tiêu chí cô đọng, xúc tích, dễ hiểu nhưng vẫn đầy đủ nội dung để truyền tải cho học sinh của mình. Xuất phát từ một trong những việc đó là cái động lực vì mong muốn là học sinh tiếp thu bài một cách tốt nhất và đó cũng chính là một trách nhiệm của người thầy. Và bên cạnh đấy thì còn có những cái tình yêu thương học sinh. Hơn nữa, tôi cũng là một phụ huynh và tôi cũng rất mong mỏi cho các con nhà tôi được duy trì cái việc học tập một cách tốt nhất. Bên cạnh việc không ngừng nâng cao năng lực bản thân, cô giáo Trần Thị Hương Giang còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ đồng nghiệp trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy. Là một giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, cô luôn tích cực tự học và có rất nhiều đổi mới sáng tạo trong dạy học trực tuyến. Nổi bật nhất đó là việc cô giao nhiệm vụ cho học sinh thông qua việc các phiếu học tập, các bảng biểu hay việc vận dụng các học liệu học tập. Học sinh đã phát huy được năng lực tự học và sáng tạo. Với sự tận tâm, nhiệt huyết, năm học vừa qua, cô giáo Trần Thị Hương Giang đạt giải ba cuộc thi thiết kế bài giảng e-learning cấp tỉnh. Cô đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen và Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục.
Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Văn hóa và Đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.